Kính chào quý anh chị khách hàng đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Quận 12. Hôm nay em Phúc đang có mặt tại đường nhánh của đường TX25, phường Thạnh Xuân, quận 12 để giới thiệu tới quý anh chị một lô đất sổ hồng riêng có diện tích là 5 x 16, thổ cư là 80m2. Và đường trước lô đất của chúng ta có chiều ngang là 8m và hai bên có lề đường là 2m. Lô đất của chúng ta là lô đất nằm ở góc cuối, nằm trong khu phân lô, rất là đẹp nha quý anh chị. Xung quanh xây nhà cao tầng rất là nhiều. Từ vị trí lô đất của chúng ta về tới ủy ban quận 12 khoảng 900m và 2km là chúng ta sẽ về Gò Vấp, và về tới sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 7km, một vị trí rất là đẹp. Và Phúc cũng xin báo giá lô đất là 3 tỷ 400 triệu. Và bây giờ Phúc sẽ quay cái đoạn đường từ đầu đường TX25 vào lô đất cho quý anh chị xem nha. Hiện tại thì Phúc đang đứng ở đầu đường TX25, ngay đầu đường cầu vào cầu Ba Phụ, hướng này là về ủy ban nhân dân quận 12. Và đây là hướng vào cầu Ba Phụ, hướng vào lô đất của chúng ta. Từ đầu đường TX25 chúng ta vào đường cầu Ba Phụ khoảng 300m là chúng ta sẽ tới vị trí lô đất của chúng ta. Phúc xin nhắc lại, lô đất của chúng ta có diện tích là 5 x 16, thổ cư là 80m2, sổ hồng riêng và được chủ gửi bán với giá là 3 tỷ 400 triệu. Nếu quý anh chị quan tâm tới lô đất thì có thể liên hệ với Phúc theo số điện thoại ở góc màn hình để tới xem vị trí lô đất và gặp trực tiếp với chủ để chúng ta thương lượng về giá. Giá này chủ chỉ bớt lọc lá cho chúng ta thôi. Đường vào cầu Ba Phụ là đường nhựa, hai xe ô tô né nhau. Lô đất của chúng ta nằm trong khu phân lô đồng bộ, được xây dựng với dãy nhà phố rất là đẹp nha quý anh chị. Đây là đường vào lô đất của chúng ta với dãy nhà phố rất là đẹp. Đường này thì hai xe tải, xe ô tô đầu né nhau thoải mái nha quý vị. Lô đất của chúng ta là lô cuối, nằm ngay chỗ cái xe màu đen đen. Ở đây là vị trí lô đất của chúng ta. Nếu quý anh chị quan tâm tới lô đất thì có thể liên hệ với Phúc theo số điện thoại góc màn hình để được xem trực tiếp lô đất và gặp trực tiếp với chủ. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Quý anh chị nhớ nhấn đăng ký kênh để nhận được những thông báo về giá nhà và đất ở quận 12. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị.